hoàn toàn với sự dịu dàng và mơ mộng của thành phố Huế. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới. Cách trung tâm thành phố Huế 30 km, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích các môn thể thao vận động mạo hiểm. Sợ chưa kìa anh Phương? Cao thế. Dài qua tới bên này luôn nè. Đây chính là trò highway. Và trò này ở đây đã đạt kỷ lục là trò chơi giữ thăng bằng trên dây cáp lớn nhất Việt Nam. Anh sợ độ cao. Thế thì trò này chính xác là trò dành cho anh rồi. Bởi vì những người sợ độ cao nên chơi trò này để thử thách bản thân. Highway là trò chơi mạo hiểm hấp dẫn mới được du nhập, đã thu hút không chỉ người dân Huế mà còn khách du lịch. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trải nghiệm đầu tiên tại đây. Anh Phương ơi! Dạ. Chuẩn bị sẵn sàng nha, em đi trước cho. Highway tại Huế có 3 chặng với độ khó tăng dần. Với những con đường đầy khó khăn thử thách, yêu cầu người chơi vượt qua bằng mọi kỹ năng, sức khỏe và sự khéo léo của mình. Tính ơi, không thấy anh Phương đâu cả. Hình như là tôi đã bỏ quá xa anh Phương rồi. Bây giờ sẽ đến một cái chặng mà tôi mong chờ nhất, đó là rơi tự do. Woo! Sợ quá à. Ôi, từ nãy đến giờ vượt qua các chướng ngại vật đó thì phải giữ thăng bằng rất là khó và sợ hãi. Thế nhưng mà đúng là cảm giác khi mà về đến đất rồi sung sướng vô cùng. Cái này là chặng khó nhất đây nè. Nó chỉ có một sợi dây thôi, là mình làm xiết luôn chứ không phải là thử thách đi nữa rồi. Em cố gắng lên nhá, biểu diễn nhá, anh xuống anh xem em. Ok. Độ khó của các chặng tăng dần, vì thế yêu cầu thể lực và sự khéo léo càng cao hơn. Cuối cùng tôi cũng đã phải nhờ đến sự trợ giúp của người hướng dẫn, vì không thể vượt qua chặng đường này. Đến đây, bà con được thử sức với trò chơi mạo hiểm thứ hai, zipline. Wow, tao còn lộn nhào nữa kìa anh. Thì người chơi không chạm tay vào sợi dây cáp này. Trong khi trước thì mình có thể nhào lộn thoải mái. Cảm giác lướt đi trong thiên nhiên, ngắm nhìn cuộc sống ở góc nhìn trên cao, quả thực là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Bay đúng là thứ con người luôn mơ ước, và có lẽ zipline cũng là một kiểu bay. Để cảm ơn Quỳnh ngày hôm nay đã đưa anh đi chơi, anh sẽ dẫn em đến một nơi rất là vui, ngay trong thành phố. Là một vũ công, bởi vậy người bạn đồng hành của tôi luôn có những người bạn ở khắp nơi. Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là giữa không gian rất thơ của xứ Huế lại có những người trẻ đam mê môn nghệ thuật hiện đại này. Đẹp quá! Nãy giờ mình ở ngoài thấy các bạn tập rất là vui. Nhóm của các bạn tập được lâu chưa? Tụi mình là một thế hệ mới của một nhóm nhảy cũng gần 10 năm rồi. Ở Huế thì bây giờ có khoảng bao nhiêu người tham gia vào cái loại hình nhảy như thế này? Hiện tại là cũng có 5 nhóm hoạt động và một nhóm hiện tại khoảng 40-50 thành viên. Anh Phương, anh nhóm là em có tập được không? Em sẽ tập được nếu mà em thích, 10 phút là đủ. Không chỉ là sự du nhập của những trò chơi hấp dẫn, mà chính những người trẻ nơi đây cũng không ngừng tiếp thu những môn nghệ thuật mới. Dành thời gian để khám phá trọn vẹn những cung bậc cảm xúc tại Huế, bạn sẽ hiểu rằng Huế mộc mạc, cổ kính nhưng cũng luôn mới mẻ trong sự khám phá không ngừng về chính mình.